Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay cơ sở Bệnh viện K tại Quán Sứ đã chính thức đi vào hoạt động trở lại. Sau thời gian cải tạo, xây dựng, Bệnh viện K cơ sở 43 Quán Sứ đã chính thức triển khai tiếp nhận khám chữa bệnh cho người dân từ ngày 27 tháng 5. Bệnh viện đã được xây mới một tòa nhà đa năng với diện tích khoảng 26.000 m2 với 4 tầng hầm và 6 tầng nổi. Trong đó bố trí các phòng ban chức năng của Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư như khu khám bệnh, các labo đáp ứng quy mô khoảng 200 giường điều trị nội trú và 120 ghế điều trị ngoại trú ban ngày và thử nghiệm lâm sàng. Đây là cơ sở đầu tiên của Bệnh viện K được đầu tư sửa chữa từ nguồn trái phiếu chính phủ. Ngoài ra, Bệnh viện K đã xin các nguồn hỗ trợ trang thiết bị, trong đó có nguồn từ JICA Nhật Bản với tổng vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 300 tỷ đồng.